Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tải ở trên Android trước nha. Mình cũng sẽ lấy ví dụ ở trên giả lập đi. Giả lập với lại ở trên Android Mobile nó không khác gì nhau cả. Ở đây thì mình đã tải sẵn cái tựa game này rồi. Cái tựa game này thì bây giờ chúng ta có rất là nhiều cách để tải. Chúng ta có thể là tải trực tiếp ở trên Play Store. Tuy thế là tải ở trên Play Store thì chúng ta sẽ phải fake IP, nó khá là lằng nhằng, nên là chúng ta sẽ tải trực tiếp bằng file APK đi anh em. Nhưng mà trước tiên thì anh em sẽ phải tải cho mình cái phần mềm liên quan đến cái việc fake IP đã. Tại vì là trong cái quá trình hình như là vào game ấy, nó bắt anh em phải đăng, phải fake IP sang đúng cái khu vực Canada thì nó mới cho anh em chơi tựa game này. Nên anh em có thể là tải cho mình tựa game Kiwi VPN. Đó. Sau đó thì anh em hãy lựa chọn cái ứng dụng này này, với cái chữ 2020 nền vàng và chữ trắng góc trên cùng của tay phải. Sau đó thì chúng ta cứ để đó nha, để đó tải sẵn về để đó cho mình. Ở đây thì mình đã tải cái phần mềm Kiwi ở đây rồi. Đấy. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào, anh em có thể là tải ở trên TapTap. Ở video này mình sẽ hướng dẫn anh em tải ở trên TapTap. Nó còn rất là nhiều cách tải APK khác. Mình sẽ tải ở trên TapTap. Anh em có thể là tải cái phần mềm TapTap trên web anh em nha. Anh em truy cập vào web, sau đó thì anh em sẽ bắt đầu kết nối với TapTap. Ở đây thì nó sẽ ra website của ứng dụng TapTap. Anh em có thể là click vào đây, nếu mà anh em là chưa cài TapTap thì anh em ấn vào cái phần Open with TapTap này, thì nó sẽ tải một cái file APK về cho anh em. Đấy, nó sẽ tải APK về cho anh em và anh em chỉ cần cài đặt cái file APK đó thôi. Tải APK thì nó quá đơn giản và dễ dàng rồi, chứ còn anh em nào không biết nữa thì hỏng đấy. Sau khi tải mà cài đặt thành công cái ứng dụng TapTap thì nó sẽ có cái icon TapTap đây. Đây là TapTap nha, còn đây là TapTap của Trung Quốc này. Đây là TapTap bản quốc tế này, anh em ấn vào cái phần TapTap bản quốc tế cho mình. Sau khi mà truy cập vào ứng dụng TapTap thì anh em sẽ phải đăng nhập cái tài khoản, để anh em có thể là đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook về anh em nha. Đó thì chúng ta sẽ hiện ra cái giao diện như này, và ở đây thì anh em có thể là click vào phần game này, sau đó thì ấn vào cái phần top này. Anh em có thể là tải luôn cái tựa game Black Clover ở đây. Đấy. Nó đã có ở trên TapTap rồi và anh em bây giờ chỉ cần tải cái tựa game này về thôi, rất là đơn giản và dễ dàng em nhé. Ở đây thì mình đã tải sẵn rồi, nên là bây giờ nó báo là quần què gì này. Còn nếu mà anh em nào chưa tải thì nó sẽ có cái phần đó là download cho anh em, để mà anh em có thể là cài đặt tựa game này ở trên ứng dụng TapTap trực tiếp ở trên Android anh em nhé. Không cần phải fake IP ở trên set play làm gì cho nó nằng nhằng. Sau khi mà anh em vào game thì nó cho anh em đăng nhập bằng ba cái tài khoản gồm Google, Facebook và cái tài khoản chơi ngay, thì anh em có thể là lựa chọn tùy để mà đăng nhập nhé. Anh em lưu ý thêm là con game này có cái khả năng khoảng tầm 80-90% là nó sẽ bắt anh em fake IP khi mà anh em login tài khoản. Đấy, bắt anh em fake IP phải login tài khoản, nên bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nếu mà họa may mà nó bắt anh em phải fake IP nha. Anh em hãy truy cập lại vào cái ứng dụng Kiwi VPN mà anh em vừa tải ở cái đoạn đầu video mình hướng dẫn đấy. Sau đó thì anh em hãy ấn vào cái phần đó là Location và anh em lựa chọn cái quốc gia Canada cho mình. Ở đây thì Canada hình như nó mất có 100, đây này. Click và ấn cái từ connect để mà kết nối với IP của Canada, và sau đó thì anh em có thể là vào game và đăng nhập vào game bình thường. Vậy là chúng ta bắt buộc phải fake IP để mà vào tải game anh em nha. Nếu mà anh em không click IP thì nó sẽ báo là lỗi cái gì ấy. Còn nếu mà fake IP thì chúng ta có thể là vào để mà download cái data. Đây, đang download data anh em nha. Nhớ là phải fake IP nha, sang Canada nha.
anh em lưu ý là fake IP khi mà chúng ta nó bắt đầu tải nha, thì anh em có thể là tắt cái phần mềm fake IP để cho nó tải nhanh. Mình vừa tắt IP đi, tắt phần mềm fake IP đi, bây giờ download rất là nhanh này. Còn nếu mà anh em không tắt fake IP đi ấy, thì nó sẽ rất là chậm. Nên là khi mà vào được cái phần tải data rồi, nó đang tải rồi nha, tắt luôn cái phần mềm fake IP đi, tải cực nhanh luôn. Lưu ý thêm là khi mà chúng ta đã tải thành công cái data rồi thì anh em sẽ bắt buộc phải bật lại cái phần mềm fake IP lên nha, chứ không là nó sẽ không vào được đâu và nó lại báo reset lại cái tựa game này đó. Nên là nhớ là tải xong data là phải bật nó lên anh em nhá, bật fake IP lên nha, fake IP sang Canada ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game, chuyển game thôi anh em. Mình nghĩ là vào được game này thì mình sẽ test xem là tắt fake IP đi nó có vào được hay không nhá. Vào được cái màn hình chính như này là skip luôn cốt truyện này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt thử cái phần mềm fake IP đi xem sao. Rồi ok, vậy là mình đã tắt cái phần mềm fake IP đi rồi anh em nha. Bây giờ chúng ta có thể là vào game ok này. Đấy, di chuyển ok anh em nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này trên iOS để anh em có thể là chiến game luôn cho nó nóng các bạn. Game này thì bản server của Canada này nó sẽ không reset anh em nha, khi mà ra mắt cái bản global. Và lưu ý thêm là cái bản Canada này thì nó là kiểu là hướng dẫn này nó hơi lằng nhằng thôi, chứ còn bản quốc tế thì chúng ta sẽ không cần phải fake IP cái quần què gì trong cái quá trình mà anh em vào chơi game nha. Cái này thì nó đang giới hạn ở bên Canada thôi, nên là nó sẽ khác bọt so với bản global. Nên là khi mà đã bắt bản global thì anh em có thể là tải bình thường và chơi bình thường, không cần phải những cái bước lằng nhằng với cái phiên bản server riêng của Canada này anh em ạ. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile, anh em hãy tải ngay Gearporter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé.